Nam biết quay không? Dọn đất phá bên xong. Nam sao mày không dọn đất đất? Ôi mày nghe này, mày nghe to hơn. Từ xong. Từ từ cắm mồi, từ từ mồi. Chả cắm đi. Có đến nhỏ không? Bạn lâu này mua ở Phương Đồng đúng không? Hãy xin. Ai ạ? Tình đợi. Có hai làm gì đấy? Toàn là mua Phương Đồng mà mình chết mua. Chúc mừng thọ 210 tuổi. Hãy xin, hãy xin. Thế này mày muốn cầm mấy cái? Có cả nến này cả. Cầm mấy cái? Cầm bao nhiêu cái được? Cầm hết 20 cái. Em ơi cho chị một cái. Cái nến này nó mới cháy hết. Anh Sơn quay. Cứ nhờ này quay thôi. Úi dồi ôi, nét như Sony. Sony thì còn gì? Thì anh biết là Sony rồi. Con này quay ở 4K đấy. Đây là... Nhưng mà như này Phú ơi, nhưng mà như thế này kéo anh phải đứng xa hơn. Vẫn đứng xa hơn tí. Học đi, đừng ngại. Mẹ gọi là bác, nhưng mà lượng, nhưng mà gọi cô rồi thôi. Ôi, để đấy tí mà cháu ra rửa bát đấy. Mẹ ơi, để đấy ra đây, anh mày nói. Cái để cho mà cháu rửa. Cô đồng ý không? Cháu gọi là cô nhá. Cháu gọi là cô thôi. Gọi bác khác nhau đúng không? Cô đồng ý sao bác nhỏ rồi em mà. Ai nhở? Con nhà ai nhở? Rồi con bà. Phú ơi. Con mẹ luôn. Này, tức là kiểu gái mới hay con đâu. Là bà là cô mẹ. Con chồng bác. Cô mẹ thôi. 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 Cô đâu rồi? Sao bác luôn rồi? Chắc tuổi nhá. Cắm đều hết nhỉ? Mấy nhỉ? Đều hết đấy. Chị không có đâu. Mày không ở trong nhà lên. Con để cầm. Chưa chị đã để thế gì? Lấy một cái ra mà lấy mình thôi. Thôi mày nhớ. Con để đấy. Của em anh bay nhà. Thế cho đốt nóng không? Easy rồi. Đây là kinh nghiệm rồi. Đây kinh nghiệm đây gọi là nghiệp dư. Nghiệp dư lại cứ nói cho là trách nhiệm. Đều luôn. Cái này dài quá. Dài. Chuông em thổi đi. Lấy này rất là đều. Lăng cho tôi lấy vợ này. Kìa, đang hỏi cái gì mà khét thế vậy? Nhưng mà làm như con ai yêu cầu của mình không cao vì bọn cao nó lại
thầy yêu cầu. Nhưng mà tôi thấy em gái ông trinh thật. Em gái tôi. Ông thử nhìn em gái ông còn là anh. Tôi rất là nhiều em gái. Ông em gái đưa. Em gái đưa. Em trong nhà. Trong nhà tôi rất nhiều em. Một thôi. Rồi, thế thôi, thế. Còn lại đấy thì xúc, đừng có cắt ra. Ừ, thôi, đấy thì xúc đi. Ông có đứa này, trong nhà nhá. Lớn tuổi một tí. Trong nhà nó chào ai ngoài trước, trước cái chị nó chứ. Trước cưới rồi. Lớn tuổi một tí. Ông ơi đi. Ông ơi, nó hỏi ông nhà lớn tuổi một tí là trong nhà ông còn ai? Biết rồi. Ông biết rồi đúng không? Biết rồi là ai? Ừ, ai? Yêu mới. Ông Kinh. Yêu mới đứa nào? Mình chị ơi, đừng chi nói thật đi, nó là chi? Duyên số. Ủa, tôi biết được nhưng mà tôi thì chưa làm cái gì tới đâu. Tôi thì chưa, con là sinh thoại này nên để thoại này đâu. Được. Thằng này được, thằng này được. Thằng này được, thằng này là coi được. Ôi. Đấy. Ông sướng bảo sinh không quan trọng. Ai à? Kinh. Quan trọng là bao tiền. Sướng bảo. Nó như nào thôi. Còn bọn em gái tôi gặp tôi thằng này nuôi à? Em gái nuôi đâu? Em à, em gái họ. Em ruột luôn. À em ruột à? Thằng này làm gì có em ruột? Ông ơi. Ôi trời. Ông ơi. Ông lại say. Nhà tôi là nhiều chú. Để cho cái kỷ niệm xóa ra. Xóa thôi. Cái gì các mày đi, các mày đi. Còn mấy đứa đâu? Toàn là em gái hết. Kể cả cái nhà chú biện này, toàn em gái. Đấy, mấy đứa đấy.